các em ủng hộ cho ông Biden trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Xin hết mời Mai Hữu Bảo. Thank you, anh Trung. Ok, that's good. Thank you. Đúng là mình không phải là trẻ nữa, chỉ là trước là sinh hoạt trong tổ sinh viên thì mọi người cứ kêu trẻ hoài chứ giờ trẻ rồi. Nhưng mà you know, I have been a Republican for a long time, since từ cái hồi mà cha mẹ vô công dân Mỹ, là mình bị vô được vô công dân Mỹ và là người Cộng hòa cho tới đầu năm nay thì you know, mình không chịu đựng nữa you know, cho nên là thấy người tổng thống này giống như cái anh hồi nãy phát biểu là từ nói láo từ nhiều cái vấn đề mà mình thấy cái đạo đức rất là thiếu kém, và cái nước Mỹ bị dân mình chỉ thấy trước mặt nó như vậy, nhưng mà đằng sau lưng những cái hành động nó làm cho cái nước Mỹ so trên cái thế giới đó, là cái nước Mỹ nó càng ngày càng mất cái vị thế của mình. Và mình biết cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam, người Việt Nam mình rất là quan tâm đó, là hầu như cái chính quyền này không có nhắc gì tới cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Cho nên là cái đó là một những lý do. Rồi vừa rồi thì cũng làm việc chung với Andrew trong cái vấn đề tranh cử cho ông Hollywood. Và trong cái nhiệm kỳ này đó, mình cũng hân hạnh là được làm trong cái campaign của ông Joe Biden. Cho nên là mình làm ra nhiều cái ad, nhiều cái mailers, nhưng mà lại không có dùng trong tiểu bang này. Tại vì họ nói là tiểu bang này là nó đã blue rồi, cho nên không có cần dùng cái mấy cái quảng cáo đó. Nhưng những cái quảng cáo mà mình làm trong cái team đó là để gửi qua những cái tiểu bang battle state, cho nên nó không có nằm ở đây. Nhưng mà yeah, that's the reason why I changed my party. Chỉ nói mọi người biết vậy. Andrew. Cảm ơn bác Trương, cảm ơn quý vị. Xin quý vị có nói bằng tiếng Anh dễ hơn. So first, you know, we want to be here to celebrate Joe Biden and the big win that we had this year. Just the other thing I want to say going forward, like Steve mentioned, I worked on the campaign of Congressman Harley Ruda. We lost in a narrow race this year, and we also had some other great candidates on the ticket we were supporting in Little Saigon, Vietnamese areas. We had Deidre Nguyen, Thu Hung Rien, and other candidates. And so just going forward, we're really glad Biden won, and we want to make sure we can use this energy. In 2 years, we can be fighting to get a Democrat back elected in Westminster for Congress, as well as the Assembly, the other really important offices we have here in California. So, you know, thank you all for coming out. You know, let's keep this energy going forward. Cảm ơn anh Dương và cảm ơn anh Steven. Và sau đây xin mời Minh Hoài trở lại. Chúng ta sẽ có một phút để học nhiều những nạn nhân của COVID-19 trong ngày hôm nay. Xin lỗi, sẽ Jonathan cũng có mặt trong lần. Nếu Jonathan Nguyễn cũng có mặt thì xin lên có vài lời với phần khách. Jonathan Nguyễn. Hay Jonathan Nguyễn không có thì xin mời anh sẽ có một... Sau đây là chúng ta sẽ có một phút mặc nguyện cho những nạn nhân của COVID-19. Xin mời anh Dạ, xin mọi người nam chúng ta lắng xuống và có một phút im lặng để mặc niệm cho những nạn nhân COVID-19, nhất là những nạn nhân mà có thể tránh được cái chết, nhưng mà vì sự lãnh đạo không có sáng suốt của 45 cho nên đã phải chịu thiệt mạng. Please stay quiet in 1 minute in memory of the COVID-19 victims. Xin quý vị Please stay quiet in 1 minute and to pray for the COVID-19 victims under Trump watch. Xin quý vị giữ im lặng một phút và phút màn này bắt đầu rồi, xin mọi người im lặng ạ.
Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người.